tập 118 đã ra mắt và sau đây là nội dung toàn bộ tập phim. Sau khi để lại tên trên thần bia thì Thạch Hạo đã rời đi, nơi tiếp theo đi tới là một cái bờ sông. Vì trên tay đang cầm món bảo vật ẩn chứa sấm sét nên đi tới đâu thì sấm sét giật điện tới đó. Trên bầu trời xuất hiện một lốc xoáy lôi điện cứ như vậy sáng xuống người Thạch Hạo. Thạch Hạo tung ra bảo thuật chống đỡ và hóa ra cậu để cho sấm sét đánh xuống là đang tranh thủ để cảm ngộ, quả nhiên là có thành quả. Vậy nhưng muốn hiểu thấu đáo thì còn thiếu cơ duyên. Đang trầm tư đi bộ thì cậu bất ngờ nhìn thấy tảng đá lơ lửng trước mặt có ghi mấy chữ. Cậu đoán đây là dấu vết tổ phụ để lại nên vội tiến lại gần xem xét, thề quyết tâm sẽ tìm thấy ông. Thạch Hạo tiếp tục đi bộ, đi qua một cái sa mạc rồi lại qua một khu rừng, sơn cốc. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người, mà ông ta còn thi triển lôi điện bảo thuật. Tưởng là tổ phụ Thạch Trung Thiên, vậy nhưng sau khi tiến lại gần thì mới nhận ra lôi pháp người kia thi triển cũng không phải là toàn nghề bảo thuật của Thạch Quốc. Đợi đến khi nhìn rõ mặt mũi thì cậu mới nhận ra hắn ta là kẻ trước đó đã từng ở trên thuyền đi tới ác ma đảo. Hắn ta còn là người đồng lứa với Thạch Hạo chứ không phải là một lão gia nào đó. Cậu lập tức tiến lại chào hỏi, hắn ta cũng khách khí ngược lại và cho biết mình tên là Lý Vân Thông, đến từ Thiên Vẫn Châu. Thạch Hạo không quên khen ngợi, cảm thấy hắn ta không tầm thường, đã tu luyện lôi đạo bảo thuật đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, chắc hẳn là kỳ tài hiếm có của Thiên Vẫn Châu. Hắn ta cảm thấy hổ thẹn, thiên tài thật sự của Thiên Vẫn Châu chính là một vị trung đồng giả. Tên kia có danh xưng là thần thoại bất bại, từ khi ra đời đến nay chưa từng thua trận. Thế là hắn chủ động tìm tới trung đồng giả để so tài, ai ngờ giao thủ qua 500 chiêu thì chiêu nào cũng bị áp chế. Từ điều này có thể nhận ra cách biệt của người bình thường với trung đồng giả là lớn đến như thế nào. Thạch Hạo nghe đến trung đồng, liền lập tức hỏi thăm dáng vẻ của tên kia. Dựa theo lời mô tả thì gã ta khá giống với Thạch Nghị. Sau trận tỉ thí đó, hắn biết mình tu hành còn thiếu sót nên mới đến đây để tham ngộ tiên đạo lôi đỉnh, hy vọng lại đi một con đường tu hành khác. Hắn đoán Thạch Hạo có thể độc hành ở đây, chắc hẳn lôi pháp cũng có tâm đắc nên ngỏ ý tỉ thí một trận. Dứt lời, hắn ta liền ngưng tụ ra một con chim bằng lôi điện tấn công. Thạch Hạo cho biết mình cũng đang muốn luận bàn để giải đáp một chút nghi hoặc, vừa hay có thể nhân cơ hội này. Cậu sử dụng toàn nghề bảo thuật, tạo ra một con toàn nghề để đối chọi với con chim chủ tước của đối thủ. Thân ảnh hai người cũng nhanh chóng lao tới, đọ uy lực nắm đấm. Cả hai giằng co một lúc rồi bắt đầu truy đuổi. Hết đánh cận chiến, lại chuyển sang đánh tầm xa. Trận chiến của hai thiếu niên thiên tài gây ra động tĩnh vô cùng khủng khiếp. Bởi vì tỉ thí nên không đánh nhau tới mức ta sống người chết. Sau màn giao thủ thì hai người lại đứng yên trò chuyện. Lý Vân Thông vô cùng thán phục Thạch Hạo. Lôi thiền tước pháp của hắn có thể khám phá lôi pháp đến mức tối đa, vậy nhưng không ngờ toàn nghề chi thuật của cậu cũng huyền diệu như vậy. Thạch Hạo suy đoán hắn ta từ nhỏ chưa từng thất bại, trước đây không lâu lại bị một trận thua thảm, đã đánh mất lòng tin. Cứ thế mãi e rằng sẽ bất lợi cho tu hành. Thạch Hạo lên tiếng cho biết, hai loại bảo thuật mỗi người một vẻ, không phân cao thấp, chỉ bằng cả hai trao đổi bảo thuật lẫn nhau. Lời này làm cho hắn ta cũng phải suy nghĩ. Bảo thuật của các nhà đều là bí pháp không truyền, huống hồ đều cảm ngộ trong bảo thuật của Thạch Hạo còn cao hơn một bậc. Đây là việc cả hai đều cùng có lợi. Hắn cuối cùng cũng đồng ý trao đổi, thế là ý định của Thạch Hạo đã thành công, rồi lại đạt được thêm một loại bảo thuật nữa. Vừa hay mượn cơ hội luyện hóa 5 loại dị thảo luôn mang theo này để cảm ngộ sức mạnh pháp tắc. Dung hợp bảo thuật của Lý Vân Thông và bảo thuật của mình vào một lò. Dự định của cậu là tiếp tục xâm nhập vào vùng mộ tiên có lôi đình dày đặc nhất để tìm tổ phụ. Quá trình tu luyện tạo ra động tĩnh vô cùng lớn, may mà xung quanh vắng vẻ không làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Sau khi đã dung hợp thành bảo thuật của riêng mình, uy áp mà bảo thuật tạo ra khiến cho hung thú xung quanh cũng hoảng sợ. Đa thần Thạch cũng tranh thủ thời gian cậu bế quan để hấp thu lôi điện từ món bảo vật. Hắn thích thú vì cơ thể của mình đã có biến hóa. Toàn thân phát ra lôi điện và yêu cầu sau này hãy gọi hắn là Thiểm Điện Thạch. Đột nhiên hắn nhìn thấy phía xa có thứ gì đó đang tỏa ra lôi điện mãnh liệt. Hóa ra là bộ hài cốt của thiền thần. Bên cạnh bộ thi hài là một cái đỉnh, sấm sét được phát ra từ cái đỉnh này. Dường như nó đang hấp thu lôi điện từ cái xác. Lôi điện phóng về phía Thạch Hạo buộc cậu phải nhanh tay phóng xuất lực lượng ngăn cản. Hai kỹ năng giằng co nhau kịch liệt. Vậy nhưng lôi điện lại có ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể cậu, giật cho cậu tê người. Thế giằng co cứ liên tục, không ai chịu nhường ai. Nước sông đột nhiên dâng lên cao bao vây Thạch Hạo. Đa thần Thạch vội nhắc nhở cậu mau chạy đi. Nước sông này rất quỷ dị, nếu bị cuốn vào thì không biết sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Vậy nhưng giờ Thạch Hạo không thể buông tay được, nếu không thì sẽ bị bất động ở đây, không thể thoát thần. Dòng nước dường như có suy nghĩ, nó nhanh chóng bao vây hai người lại. Giờ chỉ có cách chủ động dẫn nổ đám lôi điện này thì mới có thể thoát khỏi dây dưa. Cậu yêu cầu đa thần Thạch lui về sau,
còn bản thân mình thì bỏ phát lực lượng chấn lui cái đỉnh. Hành động này lập tức khiến cho nước sông lao tới tấn công. Vậy nhưng vì đã có chuẩn bị trước nên cậu dễ dàng thoát thân. Bộ thi hài và cái đỉnh bị đánh trôi ra xa, không muốn để bảo vật cứ như vậy chạy mất. Thế là cậu lập tức hút lấy cái đỉnh. Hành động này lọt vào con mắt một tên hung thú, dường như nó cũng để ý tới món bảo vật này. Đà thần thạch cũng hú hồn vì màn vừa rồi, quá nguy hiểm rồi đó. Nếu bản nãy bị sóng cuốn đi thì cậu chắc chắn sẽ biến thành xác chết trôi giống như cái xác của cường giả thiên thần đó. Hắn nhận ra cái đỉnh trên tay cậu là lò luyện đan. Vừa mở ra xem thì cậu lập tức bị lóa mắt, mùi thảo dược lan tỏa ra xung quanh tạo thành nhiều luồng ánh sáng vô cùng sặc sỡ. Bên trong cái lò là vô số linh dược. Tên hung thú không chờ được nữa, nó lập tức ra tay đánh lén, thạch hạo nhanh tay ngăn cản. Tên hung thú kia nhanh chóng lộ mặt và yêu cầu giao ra lò luyện đan, bộ dạng nó vô cùng khổng lồ, lại có thực lực thần hòa cảnh, vậy nhưng thạch hạo lại không hề lo sợ. Trên người tên hung thú có bí bảo có thể chống lại pháp lực ăn mòn, cậu không cần phải liều mạng với tên này, chỉ cần phá hủy pháp bảo hộ thân của hắn. Thế là thạch hạo liền lấy ra cái đỉnh rồi khiêu khích, nếu như quỳ xuống cầu xin thì có lẽ sẽ cho hắn. Lời này hoàn toàn chọc giận nó, hắn ta há miệng dương ngoài. Đỉnh hút thạch hạo vào trong bụng, phải ăn tươi nuốt sống tiểu tử to gan lớn mật này. Thạch hạo nhanh trí tung một đòn công kích xuống sông khuấy động dòng nước, thế là mấy cột nước lập tức lao lên tấn công hắn ta, đồng thời tấn công luôn thạch hạo. Thạch hạo buộc phải chui vào trong cái đỉnh để lần trốn. Sau khi sóng rút, thạch hạo lập tức ra ngoài. Tên kia đã bị lôi điện đánh cho tê người, toàn thân không thể cử động. Đà thần thạch xông lên, đâm vào mặt hắn. Thạch hạo thì thừa cơ đoạt lấy món bảo vật hộ thân là thần trúc. Không có bảo vật hộ thân, hắn ta lập tức bị lực lượng ăn mòn xâm chiếm. Tại nơi khác, Tần Hạo cùng lão tổ của mình cũng đi tới thần bia. Đợi hai khối hồn cốt của hắn hoàn toàn hòa hợp thì sẽ lại đến đây thử sức. Bị kẻ tên Hoàng vườn mặt là một cú sốc lớn, cho nên hắn muốn thế nhân biết Tần Hạo hắn mới là người mạnh nhất trong 10 châu. Tập phim đến đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.